đừng đừng cho anh vào vậy, chết dở anh ấy. Cho vào rồi còn đừng cái gì nữa. Ê, cầm mình máy quay đây này. Chị đừng cho anh vào, đừng cho anh vào. Em cho em vào này. Đây. Không, anh với chú ok. Đấy. À, Tuấn ơi. À, đây là đám cưới ạ. À, đám cưới của một bạn là đồng bào dân tộc Mường. Bạn của mình. Về quê vẫn là một cái phong tục rất là hay. Hay lắm, trên vùng miền. Rất là hay. Mỗi vùng miền này có một cái phong tục rất là hay riêng, đón tiễn từ đầu đến đuôi đấy, và đến lúc lên xe vẫn còn ca rượu. Có nhìn các bác nhìn Thúy nhá, các Thúy có một ca rượu kìa đấy, chưa đấy, vẫn hát cha về đây, ta về đây chưa. Đây, cô dâu đây các bác. Cô dâu thở phào rồi. Cô dâu không tiếp được rượu nữa, phải dựa vai lên đầu xe máy. Hôm nay có một tục lệ rất là hay. Tục lệ và phong tục rất là hay luôn. Tục lệ phong tục rất là hay. Đấy. Trước khi lên xe là phải rượu đã, cứ phải đầy đã, ai uống lên. Đấy, chú rể cười rất là tươi. Đấy, chú rể cô dâu đấy. Rất nhiều vui chưa? Đấy. Và chuẩn bị mời các bác tối nay đến với vòng xòe, vòng xòe nữa. Thì có chương trình vòng xòe. À, đấy, chào bạn gái rất là xinh gái luôn. Đấy. Rất là đẹp nha. Bây giờ đến với chương trình vòng xòe. Rất là hay đấy. Em này em phê lắm rồi, bác nhìn cái mặt em này. Em uống từ chiều mặt em phê lắm rồi, em tối nước phê lắm rồi. Rất là say rồi nha, từ chiều đến giờ rồi. Nhưng em chưa rời, em mà rời thì chắc là chào còn mệt nữa. Đấy, đấy các nhìn chưa, mới có một đoàn khách lên. Đấy, một đoàn khách về đấy, thấy chưa, mà chưa thể về nổi. Khi nào trả hết rượu, trả hết thì bắt đầu. Đấy, nhìn chưa. Đấy là những cái phong tục tập quán nó rất là vui và hay, nó lành mạnh, rất là vui. Bởi vì là em phải nói bác thấy vui không? Bởi vì là khi em phải nói này, bởi khi em đăng lên cái kênh của em thì có nhiều bác là không hiểu, nên là không mong là các bác phải hiểu. Đây là phong tục của người Mờ. Đấy. Tất cả lên xe. Đấy, rất là vui. Tất cả lên xe xin phép. Đấy, ok kìa. Em sẽ đi chơi hoặc đi vui những ở đâu có một số phong tục nào đấy. Đây là chú rể anh. Chào chú rể. Đây chú rể. À, chú rể là người Mường. À, người Mường ở Yên Bái các bác nhé. Yên Bái, Phú Thọ. Yên Bái, Phú Thọ.
thấy chưa? Và để đến từ giờ đến tối thì khoảng độ một gần một tiếng nữa thì còn vòng xòe đấy cơ, còn nhiều chương trình rất là hay. Đấy. Thắng đông luôn rồi. À, bạn cảm thấy thế nào? Rất vui, vui. Rất vui, vui lắm à? Vui đi bạn, vào làm chén đầy đi. Làm chén đầy với mọi người đi. Ghê, chào bạn gái đẹp trai, đẹp gái. Bạn thấy chưa? À, khoảng độ hơn một tiếng nữa em sẽ quay cho các bác vào cái vòng xòe nhá. Hôm nay sẽ có hội xòe à, bên trong kia là đám cưới, bên trong kia là đám cưới của hai người Mường. Đây, đây là cô dâu ạ. Sẽ quay cho bác cô dâu nhé. Đấy. Chào cô dâu. Đấy. Đấy, giờ là xe bắt đầu. Đấy, đấy, xe rô mà vẫn chưa lên được xe cơ mà. Xe rô mà vẫn không lên được xe. Đấy. Đấy, chưa lên được xe nhá. Ăn mỗi người một tính. Mình lại theo mất cái hòa theo rồi. Đó, ký của bác rồi. Rất là vui quá. Đây, đó là các cụ của anh. Rồi em chào các bác nhá. Hẹn các bác vào vòng xòe tối nay nhá. Vòng xòe tối nay. Ba ba thế nào? Đây đây. Anh gì nhỉ? Anh vợ của chú rể. Tôi thì tôi cảm thấy rất là tự hào về miền quê của tôi. Miền quê yêu dâu của chúng tôi. Rồi. Rất cảm ơn các bạn nhá. Đấy. Bắt đầu là mọi người đã lên xe rồi nhá. Tôi rất là tự hào với miền quê của chúng tôi. Rất là những người chính đảng, những người chúng quê của họ. Rồi, có bác gái đây rồi. Những hoa ban của núi rừng. Ý tôi nói như thế. Tôi sẽ có những việc khó tàn quá.